Xin cảm ơn thầy đã giới thiệu rất nồng nhiệt và cũng đã khoe cũng rất nồng nhiệt, và tụi con vỗ tay cũng rất nồng nhiệt. Hôm nay thầy sẽ cùng với các con cũng có một buổi chuyện cố gắng hết sức nồng nhiệt. Tụi con ok không? Thẳng lưng lên để mai mốt mình không làm tể tướng lưng gù. Tể tướng lưng gù, ai mà là con gái mà ngồi gù cái lưng xuống là mai mốt có một cái lưng tôm rất đẹp, người ta đem vô người ta nấu lẩu ta ăn mất. Nè, nấu lẩu ăn mất. Thành ra con trai gù cái lưng, tướng mất phong độ, nó không men nữa. Trong suốt quá trình giảng, khi nào mà thầy nhắc tụi con thẳng lưng lên có nghĩa là tụi con đang gù đó. Hôm nay thầy rất vui mừng là khi thầy mới vào thôi là đã nghe tụi con khoe rồi, nó con mới đi phóng sanh về. Nghe tụi con khoe. Tất cả các bạn đều đi hết hả? Đi hết luôn hả? Sao gan quá vậy? Đi xuồng hay là đi bộ hả? Đi bộ. Tức là tới thả cá hả con? Bao nhiêu ký? Hả? 2.000 con. Ở đây tụi con là bao nhiêu con? 700 con người. Mà thả 2.000 chính gần bằng là mỗi em 3 con. Hả? Hai ngàn con đúng không? Trời đất ơi, không lẽ cá nó trở lại nó nói rồi. 2.000 con mà 700 em chia 3 ra thì mỗi em gần được 3 con. Tức là tụi con phát tâm là mỗi đứa mỗi con đúng không? Còn phần còn lại là chùa lo đúng không? Không có hiểu. 2.000 con mà 700 người chia 3 ra. Một người thả một con. Còn lại ai thả? Ông này ăn gian. Ai vậy hả? Cho thầy vét cú chót hả? Thầy dành thầy hết hả? Đứa còn 700 con, 700 đứa còn lại ông quất 1.400. Một mình ông quất 1.400. Chơi ăn gian, ép hàng quá đáng. Thầy sẽ nói cho tụi con nghe về việc mà chúng con thả một con cá thì chưa cứu được cả thế giới này đâu. Nhưng mà khi tụi con thả một con cá, tức là tụi con có ý thức rất rõ là tôn trọng sự sống của con người và muôn loài. Thầy hỏi tụi con thằng lằn nó đang rượt mồi đó. Con thằng lằn nó đang rượt mồi đó, nhưng mà khi nó thấy tụi con, nó có bỏ mồi không? Bỏ không? Bỏ. Vì sao vậy tụi con? Nó sợ gì con? Hả? Nó sợ cái bản mặt mình á. Phải không? Nó thấy ý ẻ ông kẻ kìa. Ông kẻ. Dù nó đang say mồi đó, đang rượt mồi đó, gần nó hú. Nó không có được gần em. Má la. Có đứa bạn gái, nó dán sau lưng của nó vậy nè: không đứng gần em, má la. Nghe kịp không? Cái thằng con trai kia nó cũng khắc lại mấy chữ:
không được đứng xa anh má la. Ở đây thì không được đứng gần em, nó la. Nó la thẳng lên con, mới đây gù lại gù 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 gù. À vậy thì con thằng lằn mà thầy vừa mới nói xong, nó đang say mồi, đang rượt mồi, nhưng mà mình bước tới cái là nó bỏ mồi, nó chạy liền, vì nó cũng sợ chết. Phải không tụi con? Sợ chết. Tụi con, trong đám con trai tụi con có chơi cái trò chơi mà bây giờ thầy mong rằng là tụi con không còn chơi nữa, giật cắt ké. Giật cắt ké biết không? Tức là mình làm cái vòng vậy nè, làm cái vòng dây vậy, là khi nó ta đứng lên vậy cái mình thò vô cái gì? Cái cổ đó, giật cái bạc. Giật bạc ra. Tụi con còn chơi trò chơi đó không? À, hôm nay tụi con đi tham gia cái khóa tu này rồi, thầy hy vọng rằng con đừng chơi trò chơi đó nữa. Vì thầy ngày xưa thầy từng chơi nó, cho nên bây giờ thầy bị tai nạn nhiều lắm. Tàn là chân với tay, trầy xước rồi gãi rồi rách chân rách tay rất nhiều. Là cái cổ của mình có muốn ai xiết cổ mình không? Không muốn ai xiết cổ mình cả. Vậy mà mình chơi cái trò chơi đó, mình giật cái dây cái là nó xiết cái cổ nó chút chút. Nó giật vậy nè. Giật cổ. À vậy thì tụi con biết rằng là hãy đặt mình vào vị trí của mỗi loài chúng sanh, trong đó có con người, thì cái việc chúng ta đi phóng sanh mới thật sự có ý nghĩa. Và phóng sanh là gì? Phóng sanh là để cho con vật có được sự sống tự do của chính nó. Từ loài người cho đến muôn loài, tất cả đều có một cái điểm chung, đó là tham sống và sợ chết. Không có con gà nào mà nó đưa cái cổ này nè, cắt đi, cắt em lên nấu cháo ăn. Không có con gà nào. Tụi con nghe kịp không? Mà mình rượt nó chạy chết cha chết ông. Đúng không? Cũng không có con vịt nào mà nó phát nguyện, nó tới nên là cổ em nè, cắt đi, cắt cổ đi, làm tiết canh cho ngon. Không có con vịt nào mà nó khùng kiểu đó. Tụi con nghe kịp không? Mà nó thấy mình là nó làm sao tụi con? Chạy. Nó chạy. Cho nên điểm đầu tiên khi tụi con đi phóng sanh, tụi con phải hiểu là tôn trọng sự sống của mọi loài, trong đó có sự sống của chúng ta. Và lấy cái mẫu số chung là chúng ta và mọi loài đều muốn sống. Tụi con từng đập mũi chưa? Nói thiệt đi, có không? Có chứ làm sao không? Nó tới nó bu 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 ngay mặt mình, mà mình đưa hai cái tay cái vậy là nó vậy. Nó kiếm chuyện, nó bay xa. Cái mình ngồi mình giết cái nó bay tới. Nó nói cho em miếng gì? Nó không, ta không có cho. Cái đưa cái tay vậy, cái là nó vậy. Nó bay vòng, nó đi ra thành phố Vĩnh Long, nó dạo một chút, nó chạy lại đây. Nó chạy lại đây. Vậy thì ngay con mũi đó, cái não nó lớn không tụi con? Mũi não nó lớn không? Mình tìm não nó ra mình chết liền. À, nhưng mà nó cũng tham sống sợ. Sợ chết, tham sống sợ chết. Cho nên tụi con nè, phóng sanh này là mới một cái điểm nhấn ban đầu để tụi con tạo một cái ý niệm để tôn trọng sự sống của con người và mọi loài thôi. Từ hôm nay trở đi tụi con phát nguyện như vậy nè. Phát nguyện nè. Tụi con thẳng lưng lên phát nguyện nè, cùng nói với thầy ha, cùng nói với thầy nghe. Con nay xin phát nguyện, nói đi. Con nay xin phát nguyện cứu giúp cả muôn loài, trong điều kiện của con, trong điều
Đúng rồi, tức là trong cái hoàn cảnh và điều kiện mình có thể làm được. Chứ không phải là mình ra mình thấy người ta bán cá, mình xách nguyên cái thùng cá của người ta mình đổ nó quýnh bể mặt. Tụi con nghe kiểu không? Không phải thấy người ta bán chim ra, tôi thả chim, thầy tôi mới dạy là con nay xin phát gì? Phát nguyện. Xin nguyện cứu muôn gì? Muôn loài. Trong điều kiện của con, điều kiện của tôi là bưng được cái thùng cá của bà tôi đem tôi đổ. Đừng đổ thừa thằng này. Đừng đổ thừa ông này, ông suối con. Giờ cái mặt con ăn trầu rồi. Có nghĩa là trong điều kiện của mình, điều kiện giống như con đây, mùa mưa này là có những con ốc ma nó đi dạo phố. Tụi con biết không? Con ốc ma nó đi dạo phố, đi ngang để tụi con đi sau vườn này là nhiều khi có gặp. Nó đi ngang cái đường đi. Thật ra cái não nó không như cái não của mình, nó có biết đi đó là bị tai nạn giao thông không tụi con? Nó có biết không? Không, nó không biết, hoàn toàn nó không biết. Nhưng mình biết không? Tai nạn giao thông khả năng xảy ra với nó là gì? Nghe cái rốp giống như bánh tráng vậy đó. Tụi con nghe hiểu không? Cho nên nếu tụi con có thấy thay vì tụi con phải ra ngoài mua cá, mua chim phóng sanh, tụi con chỉ cúi xuống giùm em, hai thờ giùm em, cúi xuống. Và động tác ấy có tốn kém gì không tụi con? Không tốn kém gì cả, nhưng mà tạo phước vô lượng, cứu một mạng người, cứu một mạng sống đều có cái phước đức như nhau, tức là cả hai đều là mạng sống. Tụi con bắt con ốc ma ấy bỏ vào cái nơi ẩm ướt hoặc là cái chỗ an toàn nó có thể sống được. Vậy thì nãy tụi con đi phóng sanh mỗi người một con cá, bây giờ tụi con, thầy chỉ tụi con trong khả năng của mình, vừa cứu mà vừa gì? Giúp. Người cứu vừa giúp. Như vậy thì mỗi ngày tụi con làm cũng vài được 3-4 ca. Như vậy thì 1 năm 365 ngày. Nhiều không tụi con? Nhiều không? Rồi thấy một con gián rớt vào cái thao nước, tụi con giơ bàn tay mẹ hiền Quán Thế Âm. Nếu ai không sợ gián? Sợ gián không? Tụi con sợ gián không? Có người không sợ gián, nhưng mà có người nói là chán như con gián. Chán như con gián. Rồi cái gì nữa tụi con? Mệt như con dẹt hả? Mệt rồi. Rồi, nếu tụi con sợ thì tụi con có thể lấy cái chổi, cái cây đồ gì đó, tụi con đưa vô làm cái cầu nối cho nó. Vậy là đối với nó, cái thao nước đó là đại dương. Còn đối với mình, thao nước chỉ là thao gì? Thao nước, phải không tụi con? Và mình chỉ cần có một thao tác rất nhỏ có thể cứu được nó. Tương tự như vậy, con cuốn chiếu, con cầu cào, châu chấu, cho đến gì? Con ốc ma, con ốc sên, con rắn mối, vân vân. Tụi con đều có thể làm phước rất lớn. Và cái này nó nuôi dưỡng cái tâm từ bi của mình đối với muôn loài. Khi bạn đã không xúc phạm và biết tôn trọng sự sống ngay cả một con ốc ma, thì tự nhiên bạn tôn trọng đồng loại với mình là cao nhất. Tụi con nghe kịp không? Có nghĩa là bạn không dám làm tổn thương và bạn còn tìm cách cứu giúp. Cứu giúp ngay cả những loài không phải đồng loại với mình, vì những loài ấy thầy nói là cùng một mẫu số chung với ta là tham sống sợ chết. Tử số là nằm chỗ nào các con? Mẫu số là tất cả đều tham sống và sợ chết, đó là mẫu số. Còn tử số là gì? Tử số làm gì con đoán ra tử số là sao? Tử số là sự khác nhau. Tụi con nghe kịp không? Mẫu số là giống nhau, tử số là có thể 2/5, 3/5, 1/5. Đây nè, tôi và con thằng lằn đang ở trên kia, chỉ vì vậy thôi, đừng có dòm lên, không có đâu.
Tôi và đang con thằng làng đang ở trên kia đều có cung một mẫu số là tôi cũng đi kiếm ăn và tôi sợ gì? Sợ chết. Phải không tụi con? À. Nhưng cái phần tử số là gì? Tử số là tôi đi bằng hai chân, nó đi bằng gì? Bốn chân. Và tôi đi thẳng gì? Vuông góc với mặt mặt đất. Còn nó đi sao? Song song với gì? À, với cái mặt bằng nó đi. Nếu nó đi xuống mặt đất thì nó song song với mặt gì? Mặt bằng, mặt đất của nó. Còn nó đi lên tường, nó đi bằng bốn chân và áp sát người của nó. Thằng lằn là loài gì? Tụi con định nghĩa coi. Trong sinh học, à, thằng lằn là loài bò gì? Còn thêm gì nữa? Cái gì? Lưỡng cư hả? Không có phải lưỡng cư. Lưỡng cư là khi nào sống sao? À, sống cả phần nơi có nước và nơi gì? À, nơi khô cạn gọi là lưỡng gì? Lưỡng cư. Rắn mới là lưỡng. Lưỡng cư, nghe nè, rắn lưỡng cư. Rùa. Rùa là loại gì? À, lưỡng cư. Cá sấu. À, lưỡng cư, đúng rồi. Lưỡng cư tức là loài cư, tức là cư, cư trú. Còn lưỡng là hai, đúng rồi, lưỡng là hai. Thì ta khác nhau là phần tử số. Đây, giống như bạn này chơi cái đầu khác cái bạn này, đúng không? Đó là phần tử gì? Tử số. Nhưng bây giờ thầy nhận đầu hai đứa xuống nước là đứa nào cũng ngồi gì? Ngồi lên, cái đầu khác nhau. Nhưng mà thầy nhận xuống nhận lên. Thì đó là phần mẫu gì? Mẫu số. Cái ngồi lên nói em chưa muốn chết, em chưa muốn chết rồi, em chưa còn muốn chết à, chưa muốn chết. Vỗ thì vỗ đi. Thì cái mà cố nho cái đầu lên để được thở, để được sống, đó là mẫu gì? Mẫu số. Còn hai thằng này make up hai cái đầu khác nhau, không thằng nào thấn dòng nào. Thằng này trượng chủng đây. À, thằng này chơi cái đầu truyền thống. Ông kia chơi cái đầu bắt chước tôi mà không dám cạo hết luôn. À, bắt chước rồi. Hớt hay cạo vậy con? Hớt hả? Ai hớt cho con? Tiệm hả? Tiệm hớt hả? À, con đưa mẫu hay sao? Con có đưa mẫu cho người ta hớt không? Hay là con chọn mẫu? Bên này thầy có một mẫu rất đẹp này. Đây nè, ông này nè, ông này có đầu rất đẹp này. Đầu này làm cầu thủ ngon này nè. Thấy cái đầu ông là tôi ghiền đây nè. À, con ra tiệm hớt hay tự hớt con? Tiệm hớt hả? Trời, cái mít, cái con chọn cái mẫu đẹp đó nghe. Chọn mẫu đó. Nhưng mà nếu mà rụng như thầy luôn là đẹp hơn nữa. À, rụng thầy luôn đẹp nữa. Báo cáo với tụi con. Thẳng lên, thẳng lên. À, chưa chi là bắt đầu rồi. Khòm xuống rồi. Không vừa. Phần tử số là làm cho chúng ta khác nhau từ gương mặt cho đến sau này cuộc đời và số phận tụi con sẽ khác. Đó là phần tử số. Tất cả tụi con đều mong mình khỏe mạnh, thành công, hạnh phúc, an vui, được mọi người yêu mến, được mọi người thừa nhận. Đó là mẫu gì? Mẫu số. Có ai muốn mình bị người khác ghét không tụi con? Có ai muốn không? Ai muốn giơ tay, ấy quên giơ chân lên cho thầy coi. Chắc loài bò sát nó mới. À, bò sát. Cái mà tất cả chúng ta đều muốn chung đó là phần mẫu số. Còn bạn được bao nhiêu người thương, bao nhiêu người ủng hộ bạn và bao nhiêu người không ưa bạn, đó là phần tử gì? Tử số. Và tử số chính là cái chúng ta làm ra. Mẫu số là tất cả chúng ta đều muốn. Tụi con kịp không? Nghe kịp không? Và tử số chính là ông này làm một cái đầu
khác với cái ông này. Phải không? Ông này tuy cũng chơi giống, nhưng mà gương mặt không gì, không giống. Không giống chính là phần tử gì, tử số. Vì gia tài của hai đứa này mang theo khác nhau. Cha mẹ, ông bà, môi trường, gen di truyền và gia tài mà phước báo nhiều đời nhiều kiếp hai ông này khác. Khác nhau, cho nên cho ta hai gương mặt khác nhau, chiều cao khác nhau, ký lô khác nhau, và bảo đảm sau này hai ông này yêu hai đứa khác nhau. À, yêu nhau nó quánh nhau rụng răng sao, đừng có xúi dại. À, giống như ông này thì không dám giành hàng này nè. Đó, ông này mà giành hàng ông này là ông đè một cái là nhẹp lép. Thầy nói tụi con nghe, phần mẫu số là tất cả chúng ta đều như nhau, nhưng phần tử số chính là sự khác biệt giữa chúng ta. Sự khác biệt ngay cả hôm nay chúng ta mang những gương mặt khác nhau, những cái mũi khác nhau, những cái miệng khác nhau. À, bây giờ nó có cái mốt gì đó tụi con? Cầm gì tụi con? Cái gì? Dạ, phi lai. Cầm phi lai. Hả? Phi lai. Ờ, quá sành luôn. Ở đây có ai làm cầm phi lai chưa? Ở chùa thầy làm miễn phí trển á. Lấy hai cái dao gọt thập thập là ra cái cầm liền. Bảo đảm, nghe nói là không đứa nào dám làm đâu. Nghe không? Đây tụi con nghe nè, ngay cả cái cầm ta như thế nào, cái trán ta như thế nào, đôi mắt ta như thế nào cũng là cái phần tử gì? Tử số, tức là ta khác gì? Khác nhau. Và thầy báo luôn là ngay cả chị em trong nhà, có khi là chị em anh em sanh đôi nhưng mà cũng không gì, không cùng tử số. Tụi con nghe không? Không cùng tử số, chỉ có cùng mẫu số, là đứa nào cũng thích mang dép đẹp, đứa nào cũng thích ôm cái cặp gì, cặp đẹp. À, đứa nào cũng thích mái gì, mái tóc đẹp. À, đứa nào cũng thích mũi gì, mũi đẹp. Nhưng mà không giống nhau. Vì sao? Thích là một chuyện, thích là phần mẫu số. Và thầy báo cho tụi con cái gì làm cho ta khác nhau. Một là gia tài ta mang theo trong nhiều đời mà nhà Phật gọi là phước gì? Phước báo. Phước báo. Hai là hiện tại. Hiện tại chúng ta cộng thêm cái gia tài đó nữa. Trời ơi, ông nội ông khoe cái chân đẹp của ông nội. Ông ông chơi quần sọt ha. Chơi quần sọt. Tụi con lại thẳng lưng lên nó bắt đầu xẹo rồi, cái xẹo, cái hàng nó xẹo, nó xẹo nè. Ông nội ơi, nó ngồi nó cạ nhau con, trừ. Đừng có xà nẻo nhau ở đây nghe con. Quỳ lắm mà. À. Thầy coi cái nhóm bên này thử coi nó có đẹp hơn bên kia không? Ngồi thẳng lên tụi con. Ngồi thẳng lên. À. Rồi, thầy nói tiếp cái ý của thầy nè. Cái gì làm cho ta khác nhau? Một là phước báo nhiều đời nhiều kiếp tạo nên gương mặt của ta, dù chị em sanh đôi, anh em sanh đôi, mũi mà. Rồi, còn khác nhau vì cái gì nữa các con? Cá tính. Tụi con nghe được không? Cá tính, tuy chị em sanh đôi nhưng không giống, giống nhau về mặt cá tính. Rồi, thầy hỏi tụi con, cái phần tàu hũ này có khác nhau không? Có không? Có. Một đứa thì nó hồi nó học một bài sinh vật, rắn là một loài bò sát, sát không chân. Rắn là một loài bò, bò sát không chân. Rắn là một loài bò, bò sát không chân. Nó đọc lui đọc tới hoài. Còn một đứa kia nó đọc trong vòng 5 phút là đã thuộc bài gì? Bài rắn. Còn thằng nam
thằng nam nó ngồi nó đọc 45 phút mà mới câu đầu thôi, rắn là một loài bò sát không chân thôi mà nó tách câu ra, rắn là một loài bò sát không chân, sát không chân, rắn là một loài bò sát, sát không chân, sát không chân. À, đó có nghĩa anh nó thì là năm nào cũng là học sinh toàn diện, còn nó nổi cái sát không chân không là hốt sát nó rồi. Tụi con nghe kịp không? À không chứ. Thì hai anh em sanh đôi đấy, nhưng mà cái bộ đậu hũ này nè, cái phần đậu hũ trắng này nè, nó cũng khác gì? Khác nhau, đó chính là gia tài phước báo mà ta mang theo. Mặc dù nằm trong bụng mẹ, ô kia hai đứa chia một chung cư như nhau. Nghe nè, rồi cùng một lối ra như nhau, cùng bú sữa mẹ như nhau, cùng được mẹ ru hò những câu hò dí dầu cầu gián đóng, đóng đinh. Con biết hò không? Biết không? Biết câu đó không? Cầu tre lất lẻo, gập ghềnh khó, khó đi, khó đi, con đi. Trời ơi giỏi quá chưa. Bọn con trai thì không biết mà bọn con gái nó chuẩn bị làm mẹ hết rồi. Trời thần đất lửa ơi, hay thiệt. Trời mưa bong bóng phập phồng, mẹ đi lấy chồng, con ở với ai? Hay quá, tụi con thuộc rất nhiều câu hò. Gió đưa chào năm hả? Rau răm ở chịu đời đắng, đắng cay. Gió đưa cây cải về, về trời. À, chiều chiều, chiều chiều lại nhớ, chiều chiều nhớ người áo trắng, khăn điều vắt, vắt ai? Má ơi đừng gả con. Ồ, câu này thuộc kìa, câu này thuộc khí thế à, cái này thuộc cái này. Chim kêu nhà má, nhà má ở dưới đám dâu, ở bên đám đậu, đầu cầu ngó, ngó qua, ngó qua đám bắp trổ, trổ cờ, đám dưa trổ nụ, đám cà trổ bông. Tăng 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 tăng. Con ơi con ngủ cho ngon, để mẹ gánh nước dở bàn tay voi. Biết bài đó không? Làm gì ở đây có mà biết. Cái đó ở tuốt ngoài gì? Ngoài Bắc, nghe nè. Ở tuốt ngoài Bắc. Thôi bây giờ thầy nói lại. Uống một chút trà sữa trân châu thôi, uống thêm nữa nó ngủ hết cả đám, ru thêm một chút nữa nó dạ thầy ru con ngủ thôi. Rồi thầy cảm ơn tụi con nè, ngồi thẳng lên lại, thẳng lên lại, thẳng lên lại. Thầy đang nói về gia tài mà mỗi người mang theo tạo ra cho ta phần tử số khác, khác nhau. Chính phần tử số này mà hai đứa này hôm nay ngồi học, ngồi tu tại khóa tu thứ này thứ mấy? À, khóa tu thứ bảy. Trời, cái ông nào đứng vậy trời, nãy giờ mình không thấy. Ông hả miệng không à? Hả miệng không à? Cho ông ngậm miệng lại đi. Con nghe nè. Chính cái phần khác nhau mà hôm nay tuy là tụi con cùng tham gia khóa tu, nhưng mà sau này đời tụi con mỗi người là một nhịp bước khác nhau trong cuộc đời này, không ai giống ai. Em đi bằng nhịp điệu 1, 2, 3, 4, 5. Tôi đi bằng nhịp điệu 6, 7, 8, 9, 10.
ta đi bằng nhịp điệu không giống nhau. Ta đi bằng nhịp điệu sao khác người hết rồi. À đây, vì sao thầy tự nhiên thầy nổi mát điện lên thầy hát cái bài đó vậy? Vì bài này có chứa cái nội dung ta vừa nói với nhau, có nghĩa là em đi bằng nhịp điệu 1, 2, 3, 4, 5, còn tôi đi bằng nhịp điệu 6, 7, 8, 9, 10. Ta đi bằng nhịp điệu không giống nhau. Ta đi bằng nhịp điệu sao khác người. Chấm. À vậy là ta đi bằng nhịp điệu không giống nhau. Ta đi bằng nhịp điệu sao khác người. Chính vì không giống nhau và không và khác người này nó tạo nên cái phần tự số. Tụi con nghe kịp không? Sự khác nhau. Đây, điều này thầy chuẩn bị nói với tụi con một điều quan trọng thứ nhất mà thầy phải nói hôm nay. Nghe lên. Điều thứ nhất, để bạn sống trong cuộc đời này mấy mươi năm làm kiếp người, bạn không khó chịu với ai, không bực bội với ai, và chẳng những không bực bội với ai mà bạn có thể kết nối với họ ở những mức độ nhất định theo cái kiểu là hai vòng tròn giao nhau. Thì điều đầu tiên, bạn muốn không khó chịu với ai trên cuộc đời, dù mặt nó méo, nó tròn, nó dài, nó ngắn, không cần biết. Nó tốt, nó xấu cũng không cần biết. Bạn không khó chịu với bất cứ ai thì bạn phải chấp nhận sự khác biệt giữa người này với người kia. Bạn thích ăn chôm chôm nhưng mà ông này ông thích ăn mắng cục thì sao? Tụi con nghe kịp không? Bạn không lấy chuẩn của bạn là chôm chôm là ngon mà bắt người ta phải ăn chôm chôm giống mình. Ông này thích chôm chôm nhưng ông này không thích mắng cục thì sao? À, nhưng mà ông này thích mắng cục nhưng ông này không thích mắng cục. Ông này thích ăn vải thì sao? À, ăn trái vải thì sao? Hoặc là ăn trái nhãn thì sao? Có nghĩa là điều đầu tiên, tụi con nghe nè, để nuôi dưỡng lòng từ bi, để tôn trọng sự sống của muôn loài và kết nối được với các dạng sự sống khác nhau, tụi con phải tập một bài học từ đây cho đến suốt đời. Đó là bạn tôn trọng sự khác biệt của con người. Nó giống như nãy thầy hỏi tụi con đây rồi, ông này. Nếu mà tụi con không tôn trọng sự khác biệt thì bạn sẽ thấy mái tóc này không giống mái tóc gì, không giống mái tóc mình. Tụi con nghe kịp không? Và bạn khó chịu, bạn có thể ngồi bạn bàn cãi với người này, bàn cãi người kia, ta nói thằng đó nó chảnh đót. Dịch ra chảnh đót được không? À, có kìa cái mặt nó vậy mà nó chơi mái tóc vậy kìa. Đầu người ta, tóc người ta, người ta có quyền chơi kiểu nào là quyền của người ta. Tụi con nghe kịp không? Nó không có chơi cái đầu mày là được rồi. Tụi con nghe kịp không? Nó không có đè cái đầu mày xuống nó chơi là được rồi. Đầu nó, tụi con nghe kịp không? Yeah. Cho nên tụi con nghe nè, đầu tiên tụi con phải tập một cái bài học để bạn không khó chịu với bất cứ ai trong cuộc đời này. Thầy hỏi tụi con nè, im lặng và lắng nghe nè. Nhìn mặt về phía thầy nè, nhìn đây. Nhìn đây, đừng nhìn qua người kia mà thọt lét tội nghiệp nó. Nó cười hơi nó chết tại chỗ bây giờ. Thầy hỏi tụi con nè, trong thế giới này nó đa dạng không? Đa dạng không tụi con? Nhiều kiểu loại người không? Nhiều không? Rồi thầy hỏi tiếp, không phải thế giới, trong gia đình mình, gia đình con có mấy anh em? Con một. Con một thôi hả? Con
Có ba không? Có má không? Chắc chắn có mới có con chứ, đúng không? Rồi thầy hỏi con, mặc dù cùng cha cùng mẹ, thấy không, ba thành viên trong nhà, nhưng mà là ba chủ thể khác, khác nhau. Con tuy là con của ba nhưng mà không hoàn toàn giống giống ba. Con tuy là con của mẹ nhưng không hoàn toàn giống giống mẹ, mà con là con. Con hiểu không? Cho nên tuy trong một căn nhà cùng huyết thống của cha mẹ sinh ra, ta cũng có ba cá thể khác, khác nhau, đúng không? Rồi, giả sử như nhà của con có mấy chị em? Dạ, hai chị em. À, một trai một gái hay là hai chị em gái? Hai chị em gái. Hôm nay có đi không? Hôm nay người còn lại con đi không? Người còn lại có đi tham gia đây? Vậy là con là Út rồi phải không? Út phải không? Rồi, con với chị của con tuy cùng cha cùng mẹ, trong một phạm vi gia đình cũng không giống gì, giống nhau. Tụi con nghe kịp phải không? Không giống nhau cả về chiều cao, gương mặt, mắt, mũi và cá tính. Và sau này con sẽ thấy một sự thật rõ ràng là cuộc đời của con và cuộc đời của chị con không thể nào trùng nhau. Tụi con nghe kịp không? Không bao giờ trùng nhau. Và có đứa thì có thể chót vót vinh quang, giàu có, tiền bạc. Có đứa thì có thể lo cơm ăn, áo mặc hàng ngày thôi là đã khó, khó khăn. Điều gì làm cho ta khác nhau? Điều đó là sự khác biệt giữa con người với con. Con người, và thầy vừa nói với tụi con, một là gia tài phước báo mà ta mang theo nhiều đời nhiều kiếp, hai là cộng thêm cái tác nghiệp của ta hiện tại. Giống như hồi sáng tụi con cùng nhau ở đây đi phóng sanh, đó là cùng tạo ra một một nghiệp. Nhưng mà không phải bao nhiêu con người sau này đều không nhậu đâu. Bao nhiêu con người sau này có người cũng có gì, nhậu nhẹt, be bét, cắt con này, cắt con kia, bóp con nọ, đúng không? À, nó khác nhau. Chính chỗ này, chính chỗ này làm cho chúng ta, làm cho chúng ta khắc sâu cái bài học đầu tiên mà thầy muốn nói với tụi con. Để cho mình không khó chịu với bất cứ ai trong cuộc đời này, tụi con tập cho mình một cách nhìn cuộc đời. Cách nhìn cuộc đời đó là nhìn cuộc đời trong sự đa dạng khác biệt và tôn trọng sự khác khác biệt của mỗi người. Thầy hỏi tụi con, thẳng lưng lên nghe, con lăng quăng mà tụi con thương nó, tụi con thương những con lăng quăng mà bắt nó về bỏ vô cái chai la vi, chai nước la vi để cho nó sống cho nó tốt hơn. Thầy hỏi tụi con lăng quăng đó sống hay chết? Sống hay chết tụi con? Chết. Vì sao? À, vì sao? Mời con. Biết không con? Không biết con. Không biết luôn. Đừng có nói làm em quê nghe. Dạ không biết. Thầy nói lại, nếu giả sử tụi con thương những con lăng, những con lăng quăng đang sống trong ao tù nước động, đang sống trong nước bẩn nước dơ, bây giờ tụi con giả bộ tụi con thương tụi nó, tụi bắt tụi con nó, trời sao tụi bay ở nước gì dơ quá, tụi bay về đây ta cho bay nước la vi này, bỏ vô chai nước la vi. Trưa nay tụi con đi học về, nó gửi cho con một cái mail, bập 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 bập. Tao tưởng tao lăng quăng, tao ngu, té ra mày còn ngu hơn lăng quăng. Xin chào tạm biệt, kiếp sau hẹn gặp lại, tao sẽ không làm lăng quăng nữa. Nam Mô A Di Đà Phật. Em hay vậy. Thầy hỏi tụi con, nó chết hay nó sống? Đúng rồi, nó chết. Nhưng vì sao nó chết? Dạ, chào thầy, con là Giang Hồng Phước, ở chúng Tinh Tấn. Dạ. Do lăng quăng sống trong môi trường của nó quen rồi, mình đổ môi trường sạch thì nó sẽ chết. Đúng rồi. Bạn nói được cái ý, nhưng bạn diễn đạt
chưa đúng cái từ ngữ mà chúng ta có từng khai quát đây. Tại vì cái nghiệp của con lăng quăng, cái thọ dụng của con lăng quăng trong môi trường khác với thọ dụng của con người. Mình uống nước la vi thì được, nhưng con lăng quăng không phải có thể thọ dụng loại nước đó được. Vì nước nó dùng ở trong môi trường đó phải là nước bẩn có thức gì? Thức ăn nó sống. Thứ hai là nước la vi đã có qua xử lý chưa? Có chưa? Có qua xử lý rồi, không đúng với môi trường tự nhiên của nó, cho nên nó chết. Bây giờ thầy hỏi tiếp tụi con. Nghe tiếp đây, đồng bào nghe tiếp đây. Trời đất ơi, cái nhóm sau này sao mà nó ngồi có vẻ tình thương, mến thương dữ vậy ta? Còn nhóm này là giống như mà thương phế binh từ chiến trận khiêng về. Nghe đây, bây giờ thầy hỏi tụi con. Thấy con trùng nó ăn đất ăn đai, thấy ác ma nó ăn đất ăn đai, thầy thấy tụi con tội quá. Về một hộp phô ma bỏ vô đây nè, tao tụi bay ăn bùn đồ chi dơ, có nguyên hộp phô ma tụi bay ăn. Thầy hỏi tụi con, trùng với ốc ma nó chết hay nó sống? Nó chết. Vì cái loài của nó, cái nghiệp của nó, cái sự thọ dụng của nó không thể là phô ma đầu bò, mà nó là gì? Bùn đất. Tụi con nghe kịp không? À, đó là sự khác biệt. Sự khác biệt này thầy muốn nói với tụi con để làm gì? Để tụi con nhận ra rằng thế giới muôn loài này chứa muôn vàn sự khác biệt, và các con phải tôn trọng nó, dù là loài nó đang ở trong nước bẩn, nhưng nó là loài chỉ sống được trong nước bẩn. Mà con thương nó, con bắt nó phải sống vô chai la vi là nó chết, không đúng và không tôn trọng sự khác biệt của nó. Tụi con nghe kịp không? Cho nên thầy nhấn lui nhấn tới cái điều này là để mong tụi con, bao nhiêu năm tụi con sống trong cuộc đời, tụi con sẽ gặp nhiều kiểu loại người khác nhau. Bây giờ thầy hỏi mấy đứa con gái nè. Mỗi anh chàng tán mình, nó tán có giống nhau không? Giống không? À, có thằng tán bạc tai. À, có thằng tán bạc tai. À, giống không con? Không, đây, hàng này nè, à, khác hay không? À, mỗi anh mỗi kiểu khác gì? Khác nhau. Có thằng tán mình thèm tán nó một bạc tai cho quề vốn, tại vì ngu quá. Nhưng mà không sao, vì nó là chủng loài. Nó chủng loài ngu như thế. Nghe kịp không? Mới mở câu đầu tiên là người ta muốn giả vô mặt rồi. Là vì sao? Nó thuộc cái chủng loài ngờ u ngu, cho nên nó đáng tán một cái để lần sau mày khôn vậy, khôn hơn. Nhưng mà thầy bảo rằng là vì sao nó khác? Thằng kia thì nó nói ngọt như mía lùi, còn thằng này thì nó nói nghe giống như đinh và miễn chai quăng vô mặt mình. Vậy thì vì sao? Đó là sự khác gì? Khác biệt. Tụi con nghe nè, các con có quyền yes hoặc gì? Hoặc no. Nhưng tụi con không có quyền xúc phạm người ta. Tụi con nghe kịp không? À, vì họ chỉ có nhiêu đó thôi. Họ chỉ có nhiêu đó thôi, đòi hỏi thêm cũng không, không được mà. Cho nên trong suốt cuộc đời mấy chục năm của kiếp người, tụi con cần phải nhớ rằng để cho mình đỡ khó chịu với đủ các hạng người trên cuộc đời này, tụi con phải chấp nhận bài học đầu tiên trong cuộc đời này, đó là chấp nhận sự khác gì? Khác biệt giữa con người và con người. Chúng ta không ai giống ai được hoàn toàn. Và ở đây không có cái bảng. Nếu có cái bảng thầy sẽ vẽ cái mà ngày xưa chúng ta học. Hai dòng tròn giao tiếp với nhau chỉ có một
phần nhỏ là điểm gì? Điểm chung. Còn phần còn lại đó là phần chúng ta khác, khác nhau. Hãy tôn trọng phần còn lại của mỗi mỗi người, và cha chỉ kết nối với nhau trong cái phần chung mà hai vòng tròn giao nhau. Phần còn lại đó là của bạn, phần còn lại đó là của tôi, phần còn lại là của cô này, và xin hãy tôn trọng phần còn lại của. Đó là điểm đầu tiên mà thầy muốn nhắc tụi con, để tụi con đi ra đường gặp đủ các kiểu người. Và trên đoạn đời mà chúng ta đi còn dài tích tắp mấy chục năm của kiếp người, chắc chắn tụi con sẽ gặp vô vàn các loại người khác, khác nhau. Các kiểu người khác nhau mà mình không bao giờ đòi hỏi họ có cùng quan điểm và cùng suy nghĩ, cùng cảm xúc giống mình được. Tôi thích bông hồng, nhưng mà cô này có thích bông ly thì sao? Hai thằng đừng ngồi dại dột cãi nhau là bông ly đẹp hơn. Nó không bông hồng đẹp hơn, không bông ly đẹp hơn. Hai thằng này đều khùng. Tụi con nghe kịp không? Tại vì sao? Thẩm mỹ, cái đẹp, cái gu của mỗi người cũng khác, khác nhau. Rồi, như vậy thì ta có cần phải ngồi cãi với nhau là bông hồng đẹp hơn hay bông ly đẹp hơn không chú tụi con? Không cần phải. Có một bài văn mà chắc nếu tụi con mà tra mạng chắc tụi con có thể tìm được. Có một bài văn cô giáo kêu là em hãy mô tả một loài hoa mà em thích nhất. Trong lớp có đứa làm bông hồng, có đứa làm hồng cẩm chướng, có đứa làm hoa hướng dương, có đứa thích hoa 10 giờ. Riêng có một bài, có một em gái, nó làm, nó thích hoa cước lợn. Tụi con biết hoa cước lợn không? À, vậy mà bài đó chấm điểm tối đa mà hội đồng giáo viên phải ngồi họp lại để chấm lại, cuối cùng bài này trở thành bài văn nổi tiếng. Bạn có quyền yêu bông hồng, bạn có quyền yêu hướng dương, nhưng cô ấy yêu bông cước gì? Cước lợn thì sao? Và nó lý giải vì sao nó yêu hoa cước lợn rất hay. Tụi con nếu về tìm ra biết, cái đó là cũng lâu rồi, cả 7-8 năm nay rồi, chục năm nay rồi, sợ nó không biết còn không. Nhưng là bài văn về hoa cước gì? Cước lợn, có đưa lên mạng, chụp nguyên cái bài luôn. Đó. Vậy thì không phải vì bạn yêu hoa cước lợn mà bạn xấu hơn tôi. Con biết hoa cước lợn không? Chưa biết hả? Về gõ lên, bập 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 lên, gõ Hugo ha. Gõ Hugo, chuyện gì không biết thì cứ hỏi gì. Hugo. Hỏi anh Hugo trả lời cho. Nghe không? Vậy thì chúng ta không bắt tất cả 700 người này đều yêu hoa cước lợn thì tắc khủng. Nhưng mà ta bắt luôn 700 người này đều yêu hoa hồng hết cũng ta cũng gì? Cũng khủng. Tại vì chuyện này không có được đâu bạn ơi. Không có được, mỗi người cái gu nó khác, khác nhau. Cho nên tôn trọng sự khác biệt, đầu tiên là bạn tôn trọng cảm xúc của nhau. Tôn trọng cảm xúc của nhau, tôn trọng hạnh phúc và niềm vui của nhau, tôn trọng sự sống an lành của nhau mà bạn không được vi phạm. Bạn không thể nào mệnh danh bất cứ một cái loại tiêu chuẩn nào để phê bình hay đánh giá người ta. Tụi con nghe kịp không? À, tụi con đừng có tưởng rằng mình thích cái này là ngon, còn người ta thích cái kia là dở. Không có dở ngon đâu con. Chỉ có gì đây? Chỉ có sự khác gì? Khác biệt. Tụi con nghe kịp không? Bài học đầu tiên này nó sẽ giúp tụi con đứng về phương diện mà đời sống tâm hồn của chúng ta đó. Chúng ta ít có bực bội với ai lắm. Vì sao? Vì mỗi người có một biểu hiện khác nhau trên cuộc đời này. Ta không đòi hỏi cái phần số
là giống nhau được. Ta chỉ có một cái chung, đó là mẫu gì? Mẫu số. Nghe không? Ai cũng muốn được thương yêu. Không bao giờ tụi con ngồi đây mà muốn mình bị người ta ghét bỏ cả. Tụi con nghe kịp không? Tôi cũng muốn được các bạn thương yêu. Bạn ngồi đây cũng đang là một con người và cũng muốn được mọi người thương yêu tôn trọng. Không bao giờ cô này muốn tụi bay ghét tôi đi, tụi bay ghét tôi đi. Không có một loài sinh vật nào kỳ cục kiểu đó. Tụi con nghe kịp không? Con mèo, con chó mình nuôi trong nhà, nếu mình thường hay vuốt ve nựng nịu và hay nói chuyện với nó thì nó thấy cái mặt mình là nó gì? À, nó tới. Mèo. Mới về hả? Mèo. Ừ, có mệt không chị? Mèo. Em đói quá. Mèo. À, đại khái vậy. À, nhưng mà nếu mà mình mà hay đập, hay đánh, hay la, hay mắng nó thì nó thấy cái mặt mình nó làm sao tụi con? Nó trốn mất tiêu. Nó nói tao thấy cái mặt mày là tao không ưa. Nghe không? Tao ghét mày, tao ghét mày. Trời ơi, tôi giảng nãy giờ nó không vỗ tay mà tôi chó sủa mèo kêu cái nó vỗ tay. Chịu nổi không mấy cái đứa này? Ăn tôi đi điều chỉnh cái lưng thẳng, tôi nói từ trên xuống dưới không có con cóc khô nào vỗ tay hết. Vậy mà em sủa hai phát, em kêu meo meo hai phát, thế là nó vỗ gì? Vỗ tay vậy là em sủa từ đầu tới cuối qua. Thầy cảm ơn tụi con. Nhưng mà qua cái vỗ tay này, thầy nhớ lại câu chuyện thằng cháu của thầy, thằng Cu Huy. Thằng Cu Huy năm nay nó cũng học lớp 7, lớp 8 gì rồi, nhưng mà hồi nó còn nhỏ, nhỏ hơn em này. Mẹ nó đi chợ, thằng đó là gọi thầy bằng cậu, cậu ruột á. Hiểu không? Mẹ nó là em gái của thầy. Mẹ nó đẻ nó ra cho nên nó gọi bằng gì? À, nó gọi bằng cậu. Mỗi lần thầy về nó kêu mẹ mẹ, cậu thầy về kìa mẹ. Vừa cậu mà vừa gì? Thầy. Nhà nó bán quán cho nên mẹ nó gửi cho nó, thầy ngồi chút nghe chơi này, em chạy ra chợ lấy ít hàng giao con Cu Huy luôn cho thầy. Mới đầu nó cũng tới, nó hỏi cái này hỏi kia, nó chơi với thầy, nhưng mà nó chơi với ông thầy chùa này ông chán quá. Tôi nghe không? Khi nó ra nó ngồi nghe cái giỏng á, bắt con mèo với con gì, con chó con hai bên vậy nè. Nó nói bây giờ mình chơi ha, là tôi biết nó nói chơi với ông này chán hả? Nó chơi với con chó con gì? Con mèo. À, chơi con chó mèo. Nó nói bây giờ ha, mèo nghe, bây giờ mày chơi, bắt đầu chơi nghe. Cái con mèo nó mèo. Không, bắt đầu chơi nè. Mèo. Nó hỏi chơi gì? Mèo nó hỏi chơi gì? Dịch ra tiếng Campuchia là vậy. Chơi vậy. Kìa. Không, tao biết mày là mèo rồi, nhưng bây giờ mày sủa tiếng gì? Tiếng chó. À, tao sủa tiếng chó. Khi bắt đầu anh vuốt vuốt cái đầu con mèo, nó giờ tao làm nháp cho mày coi ha. Nó làm nháp, nó làm giáp ở chỗ. Bông. Bông. Bông, bông. Vỗ nữa, vỗ nè. À, sủa rồi, cái nó vỗ 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 cái đầu con mèo, nó kêu sủa đi. Con mèo tưởng là thằng Cu Huy nó nựng nó cho nên nó là mèo. Mèo. Nó nói không, tao biết rồi, tao biết mày là mèo rồi, mày kêu tiếng mèo tao biết rồi, nhưng mày sủa tiếng chó kìa mới hay. À, sủa tiếng chó. Cái nó vuốt vuốt lần thứ hai. Vuốt lần thứ hai. Nó cũng làm nháp. Nó cũng làm nháp, nó sủa rồi con mèo cũng kêu mèo. Nó nói mày ngu quá, tao không có chơi mày nữa. Cái nó quăng con mèo ra. Cái nó bắt đầu nó dỗ cho mày ha, chắc mày khôn hơn gì.
hơn mèo. Ừ, cái con chó nghe cô Quy nó nói chắc mày khôn hơn mèo. Cái con chó nó đúng rồi. À đúng rồi. Chứ nữa. Trời, tôi chắc xét suốt buổi này tôi chỉ sủa với Kiều thôi qua. À nó mới vỗ tay. À thế là vỗ nè. Ừ, tao biết rồi đó, mày giỏi đó, nhưng bây giờ mày kêu tiếng gì? Tiếng mèo rồi mày mới giỏi. Mày chắc giỏi hơn con mèo. Cái ảnh lẩm nháp anh kêu mèo. 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 Anh lẩm nháp, anh vỗ vỗ anh kia thấy hứng chí quá. Vừa quắt đuôi vừa gì đây? Sủa. Ồ. À vậy là ảnh cũng quăng cái con chó luôn á, nó mày cũng ngu luôn. Mày cũng ngu luôn. Tôi ngồi ngay cái ghế đá tôi nói chà, trong cái vụ án này không biết ai ngu à nghe. Nó cái vụ án này không biết ai vậy? Ai ngu à nghe. Nó dòm tôi, cô Quy nó dòm tôi. Ai ngu cậu thầy? Nó vụ này chắc phải hỏi chó con mèo con. À chứ thầy không dám nói. Nghe ra bạn không thể nào bắt chó kêu tiếng gì? Tiếng mèo. Bạn không thể bắt mèo sủa tiếng gì? Chó. Hãy để cho con chó sủa tiếng của loài gì? Loài chó. Và hãy để cho con mèo tiêu kiến của loài gì? Loài mèo. Đó chính là bài học bạn cần tôn gì? Tôn trọng. Tôn trọng sự khác biệt giữa người và người, và tôn trọng sự khác biệt của các loài chúng chúng sanh. Thầy hỏi tụi con, ngay cả cái loài mà mình gọi là độc đó, rắn độc, bò cạp độc, tụi con kịp không? Thật ra nó cắn mình, nó cắn mình hay nó chích mình đấy, có phải nó ghét mình không? Phải nó ghét mình không tụi con? Nhưng mà vì sao? À mời con giơ tay coi. Vì sao con? À con đứng lên cho mọi người thấy coi. Dạ là vì tự vệ. À, đúng rồi, cảm ơn con. Tự vệ. Vì nó có cảm giác bị mất an toàn cho nên nó mới tấn gì? Tấn công. Chứ không phải là mình đang ngồi đây cái nó vô nó gặp cái mặt mình, cho em chích cái coi, cho em chích cái coi. Không có. Không có lời đó, nghe kìa mấy tụi con. Cho nên ngay cả những loài mình gọi là rắn độc, bò cạp độc, những loài đó nó có sự sống của nó tụi con. Có. Có gia đình của nó không? Có. Có môi trường sống của nó không? Có. Và có thức ăn của nó không? Có. Nó có đi kiếm thức ăn không? Nó có đi tìm nơi để sống không? Và trong hành trình nó đi như vậy, nó gặp cái này cái kia mà nguy hiểm tới mạng sống của nó thì nó mới tấn gì? Tấn công. Hoặc có một loài nào giành ăn của nó mới tấn công. Hoặc có loài nào cái hang người ta đang ở như thế nó lại nó chiếm bập bập bập, cắm cờ lên Ma Ye in China, hiểu không? À cắm cái cờ lên. Vậy thì lại dành chỗ ở nó mới gì? Mới cắn. À nó mới tấn công. Vậy thì thầy nói như vậy để tụi con thấy là bất cứ loài nào nó cũng cần có sự sống của chính nó. Có điều nếu bạn vi phạm nó, đụng chạm nó thì nó mới gì? Mới cắn, mới tấn công mình. Không có con rắn nào mà mình đang ngồi giảng đây mà nó tự vô nó làm pắp. Không có con rắn nào kiểu đó cả. Chỉ mình đi mình dẫm lên gì? Dẫm lên nó, hoặc mình đứng gần cái ổ nó, mình tới gần cái ổ nó sẽ gì? Ê, nhà tao, cái này là nhà tao mà. Ừ, mày bước tới đi. Không, mày bước tới tao kìa. Mày bước tới tao bụp cho coi. Không, tao không bước tới nữa, tao đi lui.
đi thôi, ok, đi thôi, xin cảm ơn. Dạ khá vậy. À vậy thì nó có bảo vệ con của nó không? Có không? Có. Người mẹ trong loài người có bảo vệ con không? Bảo vệ con. Và tụi con thấy cái bầy gà mẹ, cái bầy gà mà khi nó đang theo mẹ, con gà mẹ nó giữ không? Giữ tụi con. Cỡ như, như tụi con mà tới gần gần nó dám dám bụp tụi con không? Mặc dù tụi con là nặng hơn nó gấp nhiều lần, nhưng mà trong giai đoạn nó đang dẫn, dẫn con, đang dẫn con, đang bảo vệ con, thì tụi con mà bước tới là nó gì? Mày ngon hả? Mày ngon hả? Mày ý mày làm người mày ngon hả? Mày ngon hả? Bè bắp, bè bắp, ba liền. Tại vì sao? Tất cả mọi loài đều tôn quý sự sự sống của mình và của những người thân thân mình. Và sự sự giống nhau là ở chỗ đó mà thầy gọi là mẫu số gì? Mẫu số chung. Còn sự khác nhau mà thầy vừa nói với tụi con là phải tôn trọng sự khác, khác biệt của con người với nhau và của con người với của mọi, mọi loài. Khi nào tụi con học được bài học này trong cuộc sống thì bạn không bao giờ bắt loài mèo phải sủa tiếng, tiếng chó. Bạn cũng không bắt chó phải kêu tiếng, tiếng mèo. Bạn cũng không bắt hoa hồng phải thơm mùi tinh khiết như hoa huệ. Bạn cũng không đòi hỏi hoa huệ phải có gai. Bạn cũng không thể từ chối sự có gai của hoa, hoa hồng. Vì hoa hồng là phải có gì? Có gai. Hiểu được điều này rồi, tụi con nghe đây, hiểu được điều này rồi, trong bạn bè của tụi con mỗi đứa là mỗi cá tính khác, khác nhau. Nhưng ai cũng muốn mình được tôn trọng. Tụi con nghe kịp không? Ai cũng muốn mình được tôn trọng. Vậy thì hãy lấy cái mẫu số chung đó để sống với nhau và chấp nhận sự khác gì? Khác biệt của mỗi, mỗi người. Đừng đòi hỏi người ta phải giống mình theo một phương diện nào. Nó đừng hỏi. Được bao nhiêu xin cảm ơn bấy nhiêu. Nhưng bạn ơi đừng bắt tôi phải giống bạn. Vì tôi là tôi và bạn là bạn. Hai chúng ta là hai thực thể khác, khác nhau. Đó là điều thứ nhất mà thầy mong tụi con trên dặm đường dài của đời người, chúng ta sẽ gặp rất nhiều hoàn cảnh và rất nhiều loại người khác nhau. Chúng ta đừng bao giờ đòi hỏi kẻ khác phải như ý mình, mà mình phải tập sống là tôn trọng sự khác, khác biệt. Và tôn trọng sự khác biệt này bắt đầu tụi con sẽ thấy nè, tôn trọng cái thời trang của người ta, tôn trọng mái gì? Mái tóc ta. Tụi con đây nè, thầy cạo đầu nhưng mà thầy không bao giờ dám bắt ai cũng cạo đầu giống, giống thầy. Nhưng mà có người tự nguyện giống thầy một nửa thôi, một nửa để dành đi chơi. À đây, người này cũng tự nguyện giống thầy một nửa thôi, tức là còn khúc vậy nè. À vậy thì không phải các thầy để đầu như vậy mà tụi con phải để đầu giống thầy, không phải vậy. Mà gì? Mỗi người tùy theo hoàn cảnh sống của mình mà có những hình thức khác, khác nhau. Và thầy tôn trọng tụi con tôn trọng thầy, vì chúng ta là những thực thể cần được tôn trọng. Ý này thầy nhấn đi nhấn lại nhiều lần là sau này tụi con sẽ gặp rất nhiều điều quái dị ở trong cuộc, cuộc đời. Quá dị ngay cả những người mà mình hàng ngày làm việc với nhau đó, sống trong một không gian, sống trong không gian, trong một phòng làm việc hoặc là trong một lớp học. Năm nay học lớp mấy rồi con? Dạ năm nay con lên lớp 10. À lớp 10, tức là xong mùa hè tới là con lớp 10, con mới thi chuyển cấp đúng không? À rồi, chúc mừng con. Bao nhiêu bạn vừa thi đậu lớp 10 giơ tay cho thầy coi coi nè.
Ồ, thầy xin cảm ơn và chúc mừng tụi con, chúc mừng, chúc mừng. Ngay cả trong một lớp học tụi con 40 người, 45 người hoặc 50 người, lớp học tụi con bây giờ thường thường là bao nhiêu tụi con? Dạ, lớp 9 đó hả thầy? Dạ, 44 bạn. À, khoảng 45 đó, 41, 40, cỡ cái cỡ đó. Nhưng mà thầy hỏi tụi con nè, trong 40 người đó, tụi con có đòi hỏi nó giống như mình được không? Không thể nào đòi hỏi được. Và biết không bao giờ đòi hỏi được thì bạn chỉ có một cách duy nhất để sống cùng với nhau được là tôn gì? Tôn trọng sự khác biệt của họ. Và tôn trọng khác biệt của họ tạo cho ta một cái tính nhân văn rất cao, đó là bạn không bao giờ xúc phạm tới niềm vui, hạnh phúc, cảm xúc và sở thích của người khác. Tụi con nghe kịp không? Dù hạnh phúc, niềm vui của người khác có thể nó khác với mình, khác rất nhiều, nhưng họ là họ, cũng giống như con lăng quăng chỉ sống trong ao tụ nước, nước đồng, không thể bắt nó uống nước la gì. Tại vì bây giờ thầy bắt đầu tiếp, còn khoảng chừng 15 phút nữa là thầy biết. Tụi con nghe kịp không? Cho nên 15 phút này thầy nói với tụi con điều thứ hai trong buổi nói chuyện hôm nay. Sau điều thứ nhất đó là để nuôi dưỡng lòng từ bi. Giống như sáng nay tụi con đi phóng sanh, một trong những điều đầu tiên là tụi con tập tôn trọng sự khác gì? Khác biệt. Chính sự tôn trọng khác biệt lẫn nhau làm cho con không bao giờ chà đạp lên niềm vui và hạnh phúc của người khác. Tôn trọng cảm xúc và sở thích của nhau. Từ đó các con mở ra là tôn trọng các dạng sống khác nhau của các loài chúng sinh. Tụi con nghe kịp không? Đó, hãy mong điều đó. Rồi, bây giờ tiếp theo, điều này là điều thứ hai thầy muốn nói tụi con, chỉ còn 15 phút nữa thôi. Đó là gì? Đó là trên đoạn đường ta đi mấy chục năm, không bao giờ ai trải thảm cho các con đi và tung hoa cho các con đi đâu. Mà các con sẽ gặp rất nhiều và rất gì? Rất nhiều cám dỗ có không tụi con? Có. Chướng ngại có không tụi con? Tai nạn có không? Rủi ro có không? Gặp người xấu có không? Gặp người tốt có không? Có. Gặp đủ. Tụi con nghe đây, ai đã từng coi Tây Du Ký rồi giơ tay cho thầy coi. Ồ, gần như là gần hết rồi. Rồi thầy cảm ơn tụi con. Vậy thì thầy có chuyện để nói với tụi con rồi. Có chuyện để nói tụi con rồi. Tụi con nghe đây, đường tăng trên lộ trình đi thỉnh kinh trải qua bao nhiêu nạn? À, mời con, mời con. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Là đường tăng đã trải qua 81 kiếp nạn. Cảm ơn tụi con. Tại sao không 2 mà 81 tụi con? Mà tại sao không lấy 90 hoặc lấy 100 cho nó trọn? Sao kỳ? Ai có thể mơ màng giải mã được điều này? Tại sao phải lấy 100 mà lấy gì? 81. Thôi lấy 90 cũng được. Sao không lấy 90 mà lấy 8 gì? 81. Nghe đây, trong cái bìa sau của trang vở thường có cái gì? Bản cũ gì? À đúng rồi, ta chỉ có 9 chương thôi chứ không thể có 10 gì? 10 chương. Trong dãy số tự nhiên từ 0 đến số nào là cao nhất? Số 9 là cao gì? Cao nhất. Rồi em gợi ý thêm một cái thứ ba.
trong bốn phép cộng trừ nhân chia, phép nào là tăng số lũy tiến cao nhất? Phép nhân. Tại sao không lấy 9 cộng 9 18 mà lại lấy là trong nhà Phật ta 9981 chứ sao? Vậy thì thầy trò Đường Tăng vẫn còn một nạn nữa chứ hả? Đó là Như Lai Phật gì? Phật Tổ sau khi hỏi Quán Thế Âm, vậy chứ thầy trò Đường Tăng đã trải qua bao nhiêu nạn rồi chứ hả? À, Quán Thế Âm bấm 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 tính, dạ bạch Thế Tôn, Như Lai Phật Tổ là đã thầy trò Đường Tăng đã trải qua 80 nạn. Phật Tổ Như Lai ngồi bấm bảo rằng trong nhà Phật ta 9981 chứ sao? Vậy là cho thầy trò Đường Tăng thêm một nạn nữa, đó là nạn gì tụi con? Hả? Lọt xuống gì? À, lọt xuống sông, nước chảy xiết. Tại vì sao mà thầy nói câu chuyện này? Sau khi thầy nói là trên đường đời ta đi qua, trải qua rất nhiều và rất nhiều chướng nạn. Tại vì người ta không thể lấy con số nào khác, tại vì hết số rồi. Từ dãy số tự nhiên từ 0 đến 0, từ 0 đến 9, từ 0 đến 9, không còn con số nào lớn hơn số 9, cho nên lấy số cuối. Cuối cùng trong bốn phép cộng trừ nhân chia, chỉ có phép nhân là lũy tiến cao nhất. Do đó lấy phép gì? Phép nhân. Điều này muốn nói điều gì tụi con? N có thể lớn hơn hoặc bằng gì? Bằng 9. Tức là đoạn đường ta đi qua trên cuộc đời này, N lớn hơn hoặc bằng 9. Tụi con nghe kịp không? Lớn hơn tức là nói nhiều và rất rất nhiều. N này chắc chắn phải lớn hơn 9. Vì mấy chục năm ta đi qua trên đời người, thầy nói với tụi con nghe đây: đừng bao giờ bạn đòi hỏi cha mẹ và cuộc đời cũng như nhà trường trải thảm cho con đi, không có đâu. Xin chia buồn và báo tin gì? Tin không vui trước là bạn sẽ đi qua nhiều chặng đường. Mà phim Tây Du Ký thể hiện cho chúng ta một cái ước lệ, đó là 9981. 9981 có nghĩa là nói nhiều và rất gì? Rất nhiều. Vậy thì điều thứ hai thầy muốn nói với tụi con hôm nay là bạn phải rèn luyện đủ mấy điều này. Tụi con nghe đây: thẳng lưng lên mới đứng lên đó mà, trời ơi la hét một phát trời long đất lở vậy mà bây giờ nó gù lại rồi. Tụi con nghe đây: trên đoạn đường bạn đi qua gặp rất nhiều khó khăn, giống như Tây Du Ký vậy, có nghĩa là bạn gặp nhiều và rất nhiều, bạn phải có ba cái để vượt qua nó. Một, đủ hiểu biết để lý giải các vấn đề nó xảy ra trong cuộc đời mình. Tụi con nghe kịp không? Và đủ sáng suốt để lựa chọn những con đường mà ta đi ít rủi ro và tai nạn hơn. Ít thôi chứ không phải là không có nghe tụi con. Dù tụi con có chọn kỹ cấp độ nào đi nữa, tụi con cũng thế nào cũng không gặp nhện, cũng gặp bạch cốt gì? Tình. Không gặp bạch cốt tình, cũng gặp gì? Ngu má mười dương. Mà không gặp ngu ma dương, cũng gặp gì? Hồ ly gì? Hồ ly tinh. Mà không gặp ngu ma dương, hồ ly tinh thì gặp cái gì? Hả? Cái gì con? À đúng rồi, có nghĩa nhiều và rất gì? Rất nhiều. Cuối cùng gặp một đối thủ vô cùng lợi hại, mềm mại, thơm tho, không đánh không đập gì cả, mà đi không có nổi. Tây Lương Nữ Quốc có bà nữ gì? Nữ Dương. Bà này có đập đánh gì không tụi con? Không, không có đập đánh gì hết. Mà đoàn thỉnh kinh đi không nổi.
Tụi con nghe kịp không? À, đi không nổi. Vậy thì thầy hỏi tụi con, chướng ngại trên cuộc đời đôi khi là nó đùng 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 giống như ngưu má mà dương, đôi khi nóng bức như hỏa diệm diệm sơn, đôi khi ràng buộc giống như nhện nhện, đôi khi hút cái gì con? Hút gì? Ai hút? Bạch cốt gì? Bạch cốt tinh. Đôi khi không phải những cái đó mà là những cái rất mềm mại, êm ái, dịu dàng, thơm tho làm cho mình phê. Ngày nay có một loại nó dễ làm cho tụi con phê mà tụi con lạng hoạn là tụi con chết trong cái đám đó mà đi không nổi. Cái gì tụi con? Phê. Phải không tụi con? Phê. Loại đó cũng là loại, một loại là êm ái, dịu dàng, lân lân mà ta khó vượt gì? Vượt qua. Thầy mong tụi con rằng con trai cũng như con gái hãy nghe đây, đồng bào nghe đây. Đừng bao giờ gần gũi nó và cũng đừng bao giờ dại dột mà thử nó. Vì thử nó một lần bạn khó từ chối nó lần thứ. Thứ hai, vì nó có sức quyến rũ rất lớn. Và nếu bạn không đủ sức để thoát ra nó là cuộc đời của bạn là mắm luôn. Mắm cá linh. Tụi con nghe kịp không? Ở đây tụi con biết mắm cá linh không? Miền Tây mà không biết là quê lắm, mà thầy ở miền Đông thầy còn biết đây. Mắm cá linh, mắm cá sặc, mắm lóc, ha, vân vân. Tụi con nghe đây. Cái thứ hai thầy muốn nói với tụi con là trên đoạn đường ta đi mấy chục năm của kiếp người, bạn hãy sẵn sàng chấp nhận điều thứ hai là không bao giờ, dù là cha mẹ hay nhà trường hay xã hội hay ngay cả những bạn bè thân nhất trải thảm cho ta đi trên cuộc đời này đâu, mà bạn phải luôn chấp nhận là ngày mai đây có thể xảy ra bất cứ điều gì đổ ập xuống đời đề bạn. Vậy thì đòi hỏi bạn phải có bản lĩnh gồm 3 yếu tố. Một là trí tuệ hiểu biết. Trí tuệ hiểu biết để lựa chọn và để lý giải. Nghe đây, trí tuệ hiểu biết để lựa chọn và lý giải. Lựa chọn là ta nên đi con đường nào, nên gần gũi với môi trường nào và chơi với bạn bè nào để ta cùng tiến gì? Tiến bộ. Tụi con nghe kịp không? Còn lý giải là sao? Ồ, mặc dù bạn lựa chọn đấy, nhưng mà không phải là bạn lựa chọn điều đúng đâu. Cho nên thỉnh thoảng bạn cũng bị cuộc đời nó đục vô mặt bạn. Thỉnh thoảng bị cuộc đời nó đập vô mặt bạn. Có thể gãy răng, có thể lõi lưng, nhưng mà bạn nên nhớ rằng khi bạn có được cái này thì bạn lý giải vì sao mình bị như vậy. Tụi con nghe kịp không? À, vậy là điều thứ nhất, khi đoạn đường bạn đi qua mấy chục năm ấy bạn đã lựa chọn rồi, nhưng mà không chắc là lựa chọn bạn hoàn toàn đúng đâu. Bạn sẽ gặp rất nhiều chuyện xảy ra, thì bạn nếu có trí tuệ bạn sẽ lý gì? Lý giải được. Và khi lý giải được, ta thỏa mãn với cái đáp số ta tìm được. Ta không trách ông này, ông trách bà kia, không trách ăn này, không trách thạch nọ. Vì sao? Vì mình lý giải được vì sao nó xảy ra như thế. Bạn hãy nghe tôi điều thứ hai để chúng ta có thể tiếp tục đi trên đường đời của mình. Điều thứ hai là bạn phải có một trái tim đủ để tha thứ cho ai đó, đủ để ôm được ai đó, để bao dung cho ai đó. Khi ta sống mấy chục năm không tránh khỏi những va chạm trên cuộc đời, không tránh khỏi những vụng về của ai đó, nhiều khi không tránh khỏi những kém cỏi của ai đó mà làm cho ta rơi vào những tình huống khó xử. Vậy thì điều thứ hai thầy nói với tụi con nè, hành trang mà tụi con phải có, điều thứ hai là bạn phải có một trái tim đủ lớn. Trái tim đủ lớn.
để khi bạn gặp thằng này con kia, bạn gặp người này người nọ mà nó làm cho ta tổn thương thì ta không có nhu cầu ăn miếng trả gì, trả miếng. Ta cũng không có nhu cầu hận thù, ta cũng không có nhu cầu là gì đây, ghét bỏ. Mà ta gì đây, ta đủ lý giải rồi, ta có thêm cái phần này nữa thì mình có thể sống chung được với mọi người trên những cái nhấp nhô đúng sai của cuộc đời và trên những cái qua lại nhỏ bé và cao thượng, thấp hèn và gì, và trác tuyệt, chúng ta đều có thể chấp nhận được. Mà chấp nhận được đó chính là vì trái tim của bạn đủ lớn. Khi trái tim bạn chưa đủ lớn, chỉ cần ai đó làm cho ta một cái sự khó chịu nào đó, xin thưa tối nay mình về mình ôm tim và không ngủ được, vì canh 4 canh 5 vừa chộp mắt cái thằng sứ bỗng hiện gì hiện lên, hoặc là cái con nhỏ quỷ sứ bỗng hiện lên làm cho ta mất ngủ. Bạn hãy gì đủ một trái tim lớn để thương yêu và tha thứ cho con người, vì bạn biết chắc rằng ngay bản thân mình cũng có lúc sai lầm. Thầy hỏi tụi con, khi mình sai lầm vấp ngã, mình cần lắm một đôi mắt cảm gì, cảm thông, mình cần lắm một lời nói chia sẻ, và mình cần lắm một bàn tay kéo mình lên và một bàn tay mở rộng để ôm ấp và tha thứ cho mình. Cho nên đây là nhu cầu chung của mọi người. Nên tụi con, yếu tố thứ hai để tụi con đi qua cuộc đời mà gặp những chuyện này chuyện kia, đó là ta có một trái tim gì đủ lớn. Điều thứ ba và cũng là điều cuối cùng hôm nay, thầy nói tụi con, đó là gì? Đó là sức chịu đựng của chúng ta. Sức chịu đựng của ta trước những cơn giông bão của cuộc đời. Tuy bạn có lựa chọn, bạn có hiểu biết, bạn có tha thứ, bạn có thương yêu, bạn có cảm thông, bạn có chia sẻ, nhưng bạn phải có cái điều thứ ba, là khi cuộc đời nó đục vô mặt bạn, bạn phải có sức chịu gì? Chịu đựng. Vậy là bạn phải rèn luyện cho mình một sức gì? Sức mạnh để chịu đựng được những cú đấm của cuộc đời. Tụi con nghe đây, đứng về mặt sinh học thì cơ thể ta có một loại mà để chống các loại virus bên ngoài xâm nhập vào, gọi là gì? Đề gì? À, chất đề kháng của cơ thể. Sống trên đời mấy chục năm, ta cũng có một cái mà nhà Phật gọi là sự nhẫn gì? Nhẫn chịu, mà hay gọi thật là nhẫn nhục đó. Vì sao? Vì bạn đi mấy chục năm trên cõi đời, bạn không thể tránh được mưa nắng gió của cuộc đời. Cho nên điều thứ ba thầy mong rằng tụi con tạo cho mình một bản gì? Bản lĩnh để chịu đựng những được cơn nắng mưa của cuộc đời. Hay nói khác đi, ta có một đề kháng của cơ thể. Khi ai đó xúc phạm mình, khi ai đó làm bất như ý mình, hoặc khi ai đó nhiều khi chà đạp lên nhân phẩm và giá trị của mình, mình cũng đủ sức để mà đứng lên đi tiếp, không bao giờ vì chuyện đó mà mình gục ngã và bỏ cuộc. Vì chúng ta nên nhớ đây, các bạn ơi, hãy nhớ đây, ngồi thẳng lưng lên. Hãy nhớ đây, ba điều này. Một là bạn có đủ hiểu biết để lựa chọn và lý giải. Hai là bạn có một cái tim đủ lớn để thương yêu, tha thứ và chấp nhận. Ba là bạn có sức gì? Sức chịu đựng. Dù bạn sống tốt với người này, sống tốt với người kia, bạn trải lòng ra với mọi người, nhưng không phải như vậy là cuộc đời nó chơi tốt lại với bạn đâu.
Bạn hãy nghe đây. Bạn trái lòng ra sống với đời và với mọi người, không phải vì vậy mà cuộc đời nó chơi tốt lại với bạn đâu. Hãy tin tôi điều này. Và hãy nhớ rằng bạn phải chuẩn bị cho mình một cái nón bảo gì? Bảo hiểm. Để đi trên một đoạn đường dài, chuẩn bị luôn cho mình một cái áo giáp gì? À, chúng đàn. Và chuẩn bị cho mình một đôi gì? Đôi giày. Đôi giày để bảo hộ đời mình. Vì xin thưa với bạn, bạn đi mấy mươi năm trên cuộc đời, bạn gặp rất nhiều loài virus tấn công khác nhau. Nếu bạn không có chất đề kháng, bạn chết. Cuối cùng thầy muốn nói với tụi con, nghe đây, điều cuối cùng, không nói thêm nữa. Nghe đây, im lặng nghe đây. Điều cuối cùng này, ai không nghe lỗ ráng chịu. Ai không nghe tối nay về ngủ không được ráng chịu. Nghe đây. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi. Hãy nói câu cuối cùng và bảo đảm không nói nữa. Nói nữa, em không nói nữa. Bạn đừng ngồi đếm coi cuộc đời này nó đấm bạn bao nhiêu cái, mà bạn hãy coi lại mình đủ sức chịu được bao nhiêu cái. Cái đấm mới quan gì? Quan trọng. Bạn đừng ngồi. Em vỗ đi, vỗ đi. Bạn đừng ngồi đếm coi con nhỏ này nó chơi mình bao nhiêu trận rồi. Đừng ngồi đếm. Mà bạn phải coi sức mình chịu được bao nhiêu cái đấm của cuộc đời. Điều đó mới quan trọng. Và cuộc đời không bao giờ để cho bạn hoàn toàn thông thả đi trên thảm đỏ cho đến con đường cuối cùng của sự thành công đâu. Thầy chúc tụi con những gì thầy nói hôm nay chỉ có hai điều. Một là chấp nhận sự khác gì? Khác biệt, để tôn trọng sự sống của con người và muôn loài. Hai là tạo cho mình một bản lĩnh để chấp nhận những chuyện gì bất trắc có thể xảy ra trên cuộc đời này. Và muốn có nó, tụi con phải có ba tố chất. Một, đủ trí tuệ, hiểu biết. Hai là đủ một con gì? Con tim rộng lớn để thương yêu, chấp nhận, tha thứ. Và cuối cùng là đủ một bản gì? Bản lĩnh mạnh mẽ để chịu đựng những cơn gió mưa của cuộc đời. Vì ta sống giữa cầm trời này, bạn không bao giờ tránh được mưa nắng của cuộc đời, giông bão của kiếp người. Xin cảm ơn tụi con.